Chiều 10 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về kế hoạch phục hồi kinh tế giai đoạn sau ngày 15 tháng 9 trong dịch Covid-19. Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì. Các đại biểu tham dự là các sở ngành, Ban quản lý khu công nghệ cao, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, Viện nghiên cứu phát triển. Về phía doanh nghiệp có Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, Hiệp hội Thương mại Châu Âu, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, một số hội, ngành nghề trọng điểm và một số doanh nghiệp lớn. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin đến các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp về diễn biến tình hình Covid-19 hơn 3 tháng qua, công tác phòng chống dịch của thành phố với những kết quả quan trọng, tạo điều kiện từng bước tiến tới trạng thái bình thường mới. Thành phố Hồ Chí Minh xác định nguyên tắc cơ bản và xuyên suốt của việc mở cửa nền kinh tế là thực hiện linh hoạt theo tín hiệu an toàn của ngành y tế, làm nền tảng cho việc mở cửa an toàn từng bước tất cả hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân. Toàn bộ thông tin và kế hoạch, lộ trình và các nguyên tắc, bộ tiêu chí được đăng tải và cập nhật thường xuyên tại cổng thông tin COVID-19 của thành phố. Một trong những thông tin được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là ba giai đoạn phục hồi kinh tế cho Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra. Cụ thể, giai đoạn 1 dự kiến từ 16 tháng 9 đến 31 tháng 10. Trong giai đoạn này sẽ có một khoảng thời gian thử nghiệm từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Ưu tiên triển khai tại các địa bàn an toàn cao như quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghệ cao. Ở giai đoạn này, nếu diễn biến dịch COVID-19 theo dư kế hoạch kiểm soát dịch của ngành y tế, thì những người có thẻ xanh COVID được phép tham gia mọi hoạt động với điều kiện đảm bảo chấp hành toàn bộ quy định an toàn phòng chống dịch của ngành y tế. Tổ chức cá nhân sử dụng 100% lao động có thẻ xanh COVID được quyền tham gia mọi hoạt động với điều kiện đảm bảo chấp hành toàn bộ quy định an toàn phòng chống dịch, trừ các hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage và các hoạt động có rủi ro lây nhiễm cao như dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, trừ hệ thống siêu thị đặt trong trung tâm thương mại. Tổ chức cá nhân sử dụng 100% lao động có thẻ xanh COVID ở bộ phận có tiếp xúc trực tiếp với người ngoài và 100% lao động có thẻ vàng COVID hoặc thẻ xanh COVID làm việc trực tiếp ở các bộ phận còn lại được phép tham gia nhiều hoạt động khác. Có thể kể đến như hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi, hoạt động ba tại chỗ, thương mại điện tử, sản xuất dược phẩm, trang thiết bị phục vụ ngành y tế, chuỗi sản xuất lương thực thực phẩm, cửa hàng xăng dầu, ga, tài chính, công chứng, vận tải, xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng. Giai đoạn 2 dự kiến từ 31 tháng 10 đến 15 tháng 1 năm 2022. Nếu diễn biến dịch COVID-19 theo như kế hoạch kiểm soát dịch, thì Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm một số lĩnh vực như ăn uống tại chỗ, thể thao ngoài trời, vui chơi giải trí với số lượng dưới 20 người, người tham gia phải có thẻ xanh COVID. Giai đoạn 3 dự kiến sau 15 tháng 1 năm 2022. Nếu diễn biến dịch COVID-19 theo như kế hoạch kiểm soát, thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế. Riêng đối với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage, bắt buộc người tham dự phải có thẻ xanh COVID. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.